Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng vấn đạo tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Chương 382, hợp tác sâu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hai người hàn huyên một lúc, Lục Dương lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Thạch Phó giáo chủ. Bên trong có 200 bình hòa trùng và 200 vị nướng đủ dùng một thời gian thạch phó dấu chủ dùng thần thức xem qua những chữ vật trong lòng vui mừng có những thứ này việc mở rộng chi nhánh sẽ không tìm vấn đề ông ta lấy ra một quyển sổ sách và một chiếc nhận chữ vật khác đưa cho lục dương đây là tình hình kinh doanh trong một tháng qua phần của quý giáo lục dương kiểm tra nhận chữ vật bên trong có khoảng 12 vạn linh thạch số lượng linh thạch này tương đương với toàn bộ gia sản của một tu sĩ kim đan kỳ bình thường Hắn giả vờ thở ơ Thuận tay ném chiếc nhẫn chữ vật cho đào yêu diệp Khi nào về thì cất vào kho Đào yêu diệp im lặng nhận lấy nhẫn chữ vật Trong lòng dậy sóng 12 vạn linh thạch Tài sản cả đời của một tu sĩ kim đan kỳ Ngay cả nàng cũng chưa bao giờ từng thấy Lục dương chuyển đâm cho đào yêu diệp Có bật hủ tiên tử ở đây Hắn không sợ bị thạch hóa cốt ngài lén Đào sư muội Đừng để ý những thứ nhỏ nhặt này Chờ khi nào mộng huyễn bảo ảnh của sư muội Được đưa vào lưu hành chính thức Chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn thế Muội đừng sợ chỉ vì ông ta là hợp thể kỳ Là phó giáo chủ của ma giáo Biết đâu trong tương lai Ông ta còn phải nịnh nọt muội ấy chứ Dù sao mộng ảnh huyễn bảo của muội Là phương tiện tuyên truyền tốt nhất Vì sao thế Đào yêu diệp không hiểu Lục Dương chỉ mỉm cười không giải thích gì thêm Thấy Lục Dương có vẻ không để ý lắm Thạch phó giáo chủ nghĩ Chắc là do số linh thạch này chưa đủ để Lục Dương hài lòng Khiến cho quan hệ giữa kiểu u giáo Và thiên đình giáo xuất hiện dạn nứt liền vội vàng giải thích vì chúng ta mới bắt đầu kinh doanh giai đoạn đầu cần đầu tư rất nhiều nên lợi nhuận không cao mong lục thiên kiêu thông cảm ta đảm bảo chỉ cần một hai năm nữa khi mà quán đồ nướng thử lại lần nữa đã có mặt trên khắp lục địa thì mỗi ngày sẽ có hàng vạn thậm chí là hàng trăm vạn linh thạch chạy vào kho của hai giáo chúng ta thạch vào giáo chủ cũng không phải là đang nói xuông đây là kết quả mà ông ta đã tính toán kỹ lưỡng lục dương xua tay Thạch phó giáo chủ hiểu lầm Ta không phải là chê ít Kho của bản giáo chúng ta chứa đầy kỳ chân dị bảo thượng cổ Thiên binh, tiền quả Muốn gì cũng có Nếu muốn linh thạch Chỉ cần lấy ra vài món là đổi được một con số cực lớn Ta chỉ muốn nhắc nhở thạch phó giáo chủ Hai giáo chúng ta bắt tay nhau mở quán đồ nướng Vốn tượng trưng cho mối quan hệ hữu hảo giữa hai bên Đừng để lợi ích trước mắt Làm ảnh hưởng tới tình nghĩa của chúng ta Tình nghĩa hai giáo Sao có thể đem ra đồng đếm bằng linh thạch được nếu chỉ về linh thạch bình thường mà cùng nhau mở quán đổ nướng hợp tác như thế chỉ là hợp tác mặt ngoài lục dương muốn hợp tác sâu hơn với kỳ u giáo thạch phó giáo chủ hơi xấu hổ không ngờ mình là hợp thể kỳ lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy quả nhiên là thiên tài thiên đình thượng cổ tầm nhìn thật cao xa đúng lúc lục dương cảm thấy đào yêu diệp đã học hỏi được nhiều điều chuẩn bị rời đi thì bị thạch phó giáo chủ giữ lại lục thiếu chủ đào thiên Kiêu xin chở một lát Trái tim của đào yêu diệp lỡ một nhịp Cứ tưởng mình bị lộ Có chuyện gì nữa Lục dương thắc mắc Đồ cũng đã cho Linh thạch cũng đã nhận Còn có chuyện gì nữa Đồng thời Hắn truyền đâm cho đào yêu diệp Bảo nàng đừng lo lắng Không biết lục thiếu chủ nghĩ sao Về những tu sĩ thượng cổ Thạch phó giáo chủ đột nhiên nảy ra ý tưởng Có lẽ lục dương muốn không chỉ là linh thạch Mà là sự hợp tác sâu rộng hơn Nếu đã vậy Thì hãy hợp tác một cách toàn diện Tu sĩ thượng cổ sao Lục Dương nhếch miệng cười, ánh mắt toát ra vẻ kiêu ngạo của Thiên Kiêu thượng cổ, biểu lộ ra rõ ràng là sự coi thường tu sĩ thượng cổ, trước mặt Thiên Đình giáo, ai dám tự xưng là tu sĩ thượng cổ. Thạch Phao giáo chủ chợt nhận ra, đúng vậy, dù là tu sĩ đại ngu hay đại càn đều chỉ là hậu bối của Lục Dương. Nói về cổ lão, ai có thể so được với Thiên Đình giáo? Nói về nội tình, ai có thể so được với Thiên Đình cai quản cả bầu trời? Trung ương đại lục tuy rộng lớn nhưng sao có thể so với cả bầu trời bao la được đây nói về sự hung mạnh của thời đại thời thượng cổ có tứ tiên nổi danh có bất hủ tiên nhân ẩn cư luyện đạo còn có cả đậu thiên tôn tổng cộng sáu vị tiên nhân còn đại ngu và đại can có tiên nhân nào hay không còn không biết những kẻ tự xưng là tu sĩ thượng cổ kia làm sao có thể so sánh được với thiên kiêu của thiên đình giáo sai lầm nghe lục dương nói vậy thạch phò giáo chủ như bắt được cọng dơm cứu mạng ông ta tức giận nói không biết lục thiếu chủ đã nghe nói chưa Nửa tháng trước tại thịnh điển Thanh Châu Bỗng xuất hiện một nhóm tù sĩ thượng cổ đến quấy rối Khiến cho thịnh điển phải dừng lại giữa chừng Lục dưng gật đầu Ờ ta có nghe nói qua Thật ra ta có mở một chi nhánh Tại thịnh điển Thanh Châu Muốn xem thử người Thanh Châu phản ứng thế nào về đồ nướng Nhưng chưa kịp làm gì Thì đã bị tu sĩ đại ngủ quấy rối Nói tới đây Thật phó giáo chủ Tức ảnh ách Ông ta đang yên phận làm ăn Chẳng liên quan gì tới những tù sĩ thượng cổ kia Vậy mà bọn họ vừa mở mắt ra Là phá việc làm ăn của ông ta Ông ta biết rõ tầm quan trọng của Thanh Châu Trong 17 châu của đại hạ Thực lực của Thanh Châu đứng trong top 3 Mở quán đồ nướng ở Thanh Châu Sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây Nghe nói thực lực của Thanh Châu Từng đứng hàng trung bình trong thiên hạ Nhưng hai vạn năm trước Thanh Châu xuất hiện một vị châu vục Vị này không những tu vi cao cường Đạt tới độ kiếp mà tư duy còn rất thoáng thường làm những việc mà người khác không dám nghĩ tới thịnh điển thanh châu chính là vị châu mục đó nghĩ ra dưới sự lãnh đạo của vị châu mục này thực lực của thanh châu ngày càng mạnh vừa lên dẫn đầu thậm chí còn từng đứng đầu trong một thời gian dài hai giáo chúng ta hợp tác làm ăn đã mở được 10 năm quán đổ nướng bị phá một quán cũng không sao nhưng vấn đề là những tù sĩ thượng cổ kia có thể phá một lần thì sẽ có thể phá lần thứ hai thạch phò giáo chủ nói vòng vo như vậy Là muốn nhắc nhở Lục Dương Người của đại ngô phá không phải là quán đồ nướng Của riêng kiểu u giáo Mà là quán đồ nướng của cả kiểu u giáo Và thiên đỉnh giáo Ông ta kéo thiên tai tôn giả độ kiếp chung Khiến cho gã gần như mất mạng Nhưng ông ta cũng vẫn chưa hả giận Thiên tai tôn giả chạy mất rồi Ông ta không chút giận lên những tu sĩ tượng cổ khác Thì chút giận lên ai Quán đồ nướng liên quan tới việc trả nợ của ông ta Bọn chúng phá việc làm ăn của ông ta chẳng khác nào muốn đông ta bị thiên lùi đánh chết, cho nên ông ta và đám tu sĩ thượng cổ kia không đội trời chung. thu này phải trả, nếu không ông ta thề không làm người. lục dương hiểu ý, biết ông ta muốn thiên đình giáo giúp đỡ đối phó với đám tu sĩ thượng cổ, đương nhiên hắn rất vui lòng. hắn nhìn thạch phò giáo chủ cười như không cười. thạch phò giáo chủ còn nhớ lần trước tại quán đồ nướng, ta đã đề ra kế hoạch gì cho quý giáo không? thạch phò giáo chủ liền bật miệng nói trí nhớ của hợp thể kỳ không phải dạng vừa cửu u giáo bên ngoài liên kết với yêu vực đông hải bên trong liên kết với vô tình giáo diệu dương giáo đợi đến khi trận tranh giành đại thế bùng nổ hai giáo phái chúng ta sẽ cùng nhau hành động khi đó tiên nghiệp sẽ thành cửu u sẽ lại hưng thịnh trong kế hoạch đó có nói tới việc liên thủ với tu sĩ cổ đại thời đại ngũ đại càn không hai mắt của thạch phó giáo chủ sáng lên đúng vậy trong kế hoạch không có chỗ cho bọn chúng Tiền hạ này vốn là của thiên đình ta Thiên đình giáo chúng ta vốn không chấp nhận Việc ứng thiên tiền Và đồng bọn của hắn thống trị thượng cổ Chẳng lẽ lại chấp nhận việc đại càn đại ngũ đại hạ Cai trị lục địa này hay sao Thạch vào giáo chủ vui mừng trong lòng Thái độ của thiên đình giáo Còn cứng rắn hơn ông ta tưởng tượng Có thiên đình giáo chống lưng Ông ta muốn xem những tu sĩ thượng cổ kia Còn làm gì được Kính mong quý giáo liên thủ với cửu u giáo chúng ta Cùng nhau đối phó với những tu sĩ thượng cổ Thạch phó giáo chủ đứng dậy Ánh mắt tràn đầy hy vọng Ông ta thật lòng muốn hợp tác với thiên đình giáo Lục dương chậm rãi đứng dậy Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin Nắm tới thạch phó giáo chủ Hợp tác vui vẻ Chương 383 Mùi máu tanh Ta biết một nơi Nghi là có tình báo liên quan tới tù sĩ của đại ngu Thạch phó giáo chủ thấy lục dương đồng ý Cảm thấy tỷ lệ thành công Đối phó với tù sĩ đại ngu lại tăng đến vài phần sẵn lòng hợp tác sâu hơn với lục dương lục dương ồ một tiếng tha lòng cơ thể dựa lưng vào ghế nói từ xem tu sĩ đại ngô do đâu mà không được đại hạ chấp chứa trong đó có hai nguyên nhân thạch phó giáo chủ giơ hai ngón tay nguyên nhân thứ nhất không cần nói nhiều tu sĩ đại ngô không thừa nhận sự tồn tại của đại hạ yêu cầu khôi phục sự thống trị của vương triều đại ngô đại hạ tự nhiên không dùng thứ nguyên nhân thứ hai bắt nguồn từ cuộc cạnh tranh giữa chính và tà. Theo ghi chép trong tư liệu lịch sử, sự kiện huyết tế xảy ra thường xuyên trong vương triều Đại ngu, quốc sư và ngu đế vì củng cố sự thống trị, lôi kéo cao thủ nên vẫn luôn dùng túng sự kiện như thế này, như thiên tài tôn giả, vì sao lão được mệnh danh là thiên tài mang tới khổ nạn cho bách tính mà Đại ngu lại không quan tâm, nguyên nhân chính nằm ở đây. Đại ngu cho rằng huyết tế mới thành trì, lôi kéo một vị tu sĩ độ kiếp kỳ là một phi vụ rất hời thạch vào giáo chủ xì mũi coi thường với hành vi của đại ngu tuy mà giáo bọn họ cũng giết người nhưng họ có tín ngưỡng họ làm vậy là để tuyên dương sự tồn tại của kiểu u khác một trời một vực với kẻ lấy chuyện giết người làm thú vui như thiên tai tôn giả nếu đại ngu làm như vậy trong thời thượng cổ thì đã sớm bị thiên đình của chúng ta tiêu diệt rồi lục dương lạnh lùng nói việc tu sĩ huyết tế ở thời thượng cổ cũng chẳng mấy khi bắt gặp Trước khi ngũ tiên thượng cổ thành tiên Chất tự thượng cổ hỗn loạn Có chuyện huyết tế cũng không lấy làm lạ Sau khi ngũ tiên thượng cổ thành tiên Mà còn xảy ra chuyện như thế này Tức là không coi ngũ tiên thượng cổ ra gì Điều này có thể thấy được Từ thái độ của bất thủ tiên tử Tiên tử chỉ là ngây thơ Không phải là người khờ Nàng sẽ không dùng thứ cho mấy chuyện huyết tế này Từ đây có thể suy ra Nếu tứ tiên thượng cổ Người có mối quan hệ mật thiết với nàng Mà giết người như ngoé thì bất hủ tiên tử sẽ không trở thành bằng hữu với họ. Tu sĩ đại ngô mới khôi phục trạng thái duy nhược, phương thức khôi phục nhanh nhất là gì? Là huyết tế, nuôi máu. Hiện nay vương triều đại hạ thống trị nghiêm ngặt, bọn chúng rất khó có thể đường đường chính chính tiến hành huyết tế như hơn 10 vạn năm trước. Lợi dụng quy tắc hoặc thủ đoạn khác lén lút huyết tế thì đại hạ sẽ rất khó ai biết. Lục Dương nhớ tới chuyện ở bố y chấn, đó chính là thủ đoạn hồi phục thực lực của tu sĩ đại ngô tài mắt của kiểu u giáo bọn ta trải khắp toàn bộ đại lục chuyện ngoài sáng không so được với đại hạ nhưng xét về chuyện trong tối đại hạ không biết nhiều bằng bọn ta đâu thạch phó giáo chủ cười nói kiểu u giáo của bọn họ tồn tại hàng vạn năm nếu không có chút canh tình báo thì đã bị diệt vong từ lâu rồi mấy ngày trước ta vừa hay nhận được tin tình báo nghi là huyết tế không giống là hành động của diệu dương giáo và vô tình giáo rất có khả năng là tu sĩ cổ đại nghi là huyết tế sao Đúng là nghi vấn Hiện giờ vẫn chưa xác định Cụ thể là tình hình thế nào Thuộc cả của ta báo cáo rằng Y đi ngang qua một thôn trang nhỏ Tên là Hoài An ở Lương Châu Hắn ngó nhìn từ xa Phát hiện trong thôn trang có một bóng người Không có chút dấu vết sinh khí nào Công pháp tu luyện của hắn có chút đặc thù Rất nhạy cảm với mùi máu tanh Hắn ngửi thấy đôi chút mùi máu tanh Từ khoảng cách xa thế vậy Mà vẫn ngửi thấy mùi máu tanh Chứng tỏ trong thôn có rất nhiều người chết Hắn sợ trong thôn bị cảnh giới hợp thể bố trí quỷ tắc Không dám tới gần Biết được sự dị thường của ngôi làng nhỏ Đã lập tức báo cáo với tạ Trong lòng đầu yêu diệp có chút kinh ngạc Sự việc này toát lên vẻ quái dị Lục dương nhíu mày Làng nhỏ không một bóng người Quan phủ không có động tĩnh gì sao Điều kỳ lạ hơn là ở chỗ này Quan phủ hoàn toàn không đếm xỉa gì tới ngôi làng này Như thế hoàn toàn không hề hay biết về sự tồn tại của nó vậy Cũng có thể là người trong làng mới biến mất không lâu Quan phủ vẫn chưa biết chuyện này Theo suy đoán của ta Rất có khả năng tu sĩ cổ đại Đang tê máu ở làng nhỏ Hơn nữa dùng sức một số thủ đoạn Ngăn cách thần thức của mọi người Hoặc là ngăn cách nhận thức của tu sĩ tránh đạo Ngón trò của lục dương nhịp nhàng gõ lên bàn Sự việc ly kỳ dị thường Lời giải thích của thạch phó giáo chủ chưa chắc đã hợp lý Nhưng dù nói thế nào đi nữa vẫn phải điều tra ngôi làng nhỏ này một phen lục dương không lo thạch phó giáo chủ dụ dỗ hắn đi tới đó thực lực của thiên đình giáo đã thể hiện một phần dù đầu óc của ông ta có bị phi tòa của ngũ trưởng lão tổng chúng thì cũng không dám hãm hại vị thiếu giáo chủ này vậy thì đi xem thử lục dương hành động chuẩn bị đi tới lương châu thạch phó giáo chủ kinh ngạc không người lục dương quyết đoán như vậy ông ta còn tưởng vị lục thiếu giáo chủ này phải đi tìm thiên vương hộ pháp rồi mới đi điều tra lương châu chỉ dựa vào hai người thiên kiêu mà đã dám tới lương châu nơi nghi là có tu sĩ cổ đại hoạt động một là có bản lĩnh bảo mệnh hai là thiên vương hộ pháp đã theo sát lục dương mà mình không hề hay biết thạch phó giáo chủ có muốn đi cùng không tất nhiên là phải đi thạch phó giáo chủ vui vẻ đồng ý sự việc là do ông ta đề xuất ông ta cứ chi là không đi cho được Phi chu của ông ta đậu ở bên ngoài quận Diên Giang Ba người bọn họ lên thuyền rời đi Thạch phò dấu chủ còn muốn nói gì đó với Lục Dương Thì thấy sau khi Lục Dương lên phi chu Nhắm mắt dưỡng thần Chừng ra vẻ không muốn nói nhiều Ông ta cũng không tự giúp nhục vào thân Đào yêu diệp cũng không nói gì Nàng biết Lục Dương siêu huynh Nhắm mắt là vì sợ độ cao Không dám nhìn ra ngoài Ba ngày trôi qua Phi chu bay tới Lương Châu Lương Châu nằm ở phía tây đại lục trung ương Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiều thảo nguyên ít rừng cây tiếp tục đi về phía tây chính là vật quốc kim sắc vật quốc cát vàng khắp nơi rất khó nhìn thấy màu xanh chính là nơi này thạch phó giáo chủ rừng phi chu trên không đối chiếu với vị trí ở trong báo cáo xác định phía dưới chính là ngôi làng nhỏ quái dị sau đó tung người nhảy xuống lục dương sộ độ cao không dám trực tiếp nhảy xuống như vậy hắn đã có chuẩn bị từ sớm đào sư muội gia trì huyễn thuật cho ta khiến ta tưởng rằng dưới chân là mặt đất đào yêu diệp che miệng cười khẽ giơ tay dùng huyễn thuật bao phủ lục dương hai người nhảy xuống tu sĩ kim đàn có thể tự do bay lượn ba người bọn họ hạ cánh ở nơi cách ngôi làng nhỏ khoảng một dặm thạch phó giáo chủ lo lắng đánh rắn động cỏ không dùng thần thức dò xét tình hình của ngôi làng không giống như có dấu vết sử dụng quy tắc thạch phó giáo chủ đi dạo một vòng quanh ngôi làng đưa ra phán đoán ông ta có kinh nghiệm lão luyện trong phương diện này gần như chưa sai qua bao giờ Vậy thì càng kỳ lạ hơn Người trong làng đều đi đâu hết rồi Lục Dương và Đào Yêu Diệp cũng cảm thấy khó hiểu Đúng là không hợp lý Ba người họ từ bước vào thôn Hoài An Thậm chí đã đặt chân vào trong thôn rồi Nhưng cũng không bị ảnh hưởng Bởi bất kỳ quy tắc nào Thạch Phó giáo chủ khịt mũi vài cái Sắc mặt có phần nghiêm trọng Mùi máu tanh người nơi này nồng đậm hơn tưởng tượng của ta Có mùi sao Đào yêu diệp cũng khét khịt mũi Không gửi thấy gì cả Thạch phó giáo chủ giải thích hai người các ngươi khác với ta thứ mà các ngươi tu luyện là công pháp chính thống của thiên đình công pháp mà tu sĩ ma đạo bọn ta tu luyện ít nhiều đều liên quan tới huyết tế chỉ những người tu luyện ma đạo như bọn ta mới có thể cảm nhận được sự dị thương của nơi này lục dương hỏi mùi máu tanh rất nồng đậm sao rất nồng cho dù giết tất cả mọi người trong ngôi làng nhỏ này sợ rằng cũng không có nhiều như vậy nơi này rất có thể là một tế đàn do tu sĩ cổ đại lập nên tập thể huyết tế những phạm nhân tu sĩ bị bắt tới đây chương 384 vạn hồn phiên nơi này mùi máu tanh nồng đậm khiến thầy phó giáo chủ không khỏi bồn chồn lo lắng rằng nơi đây không chỉ có một vị tu sĩ hợp thể kỳ nếu vận khí kém một chút đụng phải độ kiếp kỳ vậy liền phiền ông ta xui xẻo ông ta cảm thấy một tia may mắn may mắn là chính mình kéo theo lục dương đến coi như mình không may thiên đình giáo sẽ để mặc thiếu chủ chết ở chỗ này hay sao Ta không biết nhiều về chuyện huyết tế của ma đạo Tình huống trong tiểu thôn này E rằng phải làm viên thạch phó giáo chủ Lục Dương nói nghiêm túc Đây là lời nói thật Thạch phó giáo chủ không từ chối Ông ta đi tới căn nhà ngoài cùng đẩy cánh cửa Bên trong trống không Bạt đũa vẫn còn trên bàn Giống như chủ nhân đang ăn cơm Thì đột nhiên gặp phải chuyện ngoài muốn Biến mất không còn tâm hơi Ngay cả dấu hiệu dãy dọa phản kháng cũng không có thạch phó giáo chủ tiếp tục đầy cửa của mấy căn nhà ra tài khái đều là tình cảnh tương tự dấu vết sinh hoạt vẫn còn rõ ràng có người từng sống ở đây về sau không biết vì nguyên nhân gì tất cả đều biến mất không còn một ai giống như có người đình chỉ thời gian đưa từng người đi một sau đó thời gian mới khôi phục lại như lúc ban đầu đào yêu diệp thế cảnh này thì sợ hãi trong lòng một màn này cực kỳ giống với những câu chuyện mà mà nàng thường đọc trong chăn lúc còn nhỏ nàng cẩn thận nắm chặt góc áo của lục dương an tâm hơn không ít thạch phó giáo chủ ngài có nhìn ra nơi này đã từng xảy ra chuyện gì không thạch phó giáo chủ phân tích theo ta biết có hai phương pháp làm được điều này không gian giam cầm và thời gian ngưng động là không gian giam cầm thì dễ nói đó là thủ đoạn của tu sĩ hợp thể còn thời gian ngưng động thì không xong chỉ có cường giả độ kiếp trở lên mới ngưng động được thời gian ta vẫn chưa thấy ai ngưng động được thời gian độ kiếp kỳ cũng chỉ làm được ở trên lý luận mà thôi. Lục Dương gật đầu. Tuế Nguyệt Tiên có thể làm được việc này. Tuế Nguyệt Tiên? Thạch phó giáo chủ kinh ngạc. Ông ta chưa từng nghe nói qua vị tiên nhân này. Lục Dương gật đầu. Tuế Nguyệt Tiền nắm giữ Tuế Nguyệt Đạo Quả, am hiểu về thời gian, là người giỏi nhất thượng cổ, không ai sánh bằng. Còn có chuyện này. Thạch phó giáo chủ nghẹn ngào hô. Thời gian đạo tối nghĩa khó hiểu, nhập môn đã khó khăn, Ông ta không ngờ rằng thời thượng cổ Lại có tiền nhân lấy thời gian làm đạo quả Loại đạo quả này một khi phát huy uy lực Sẽ kinh khủng tới mức nào Đào yêu diệp cũng động dung Lục sư huynh lại thản nhiên Nhắc tới tiên nhân như vậy Thạch phó giấu chủ phản ứng lớn như thế Xem ra ngay cả đối phương cũng không biết chuyện này Lục sư huynh biết được từ đâu Chẳng lẽ tranh lệch giữa mình và lục sư huynh Đã lớn tới mức như vậy rồi sao Về mặt khiếp sợ của thạch phó giáo chủ Dần dần biến mất nháy mắt mấy cái quay đầu hỏi lục dương vừa rồi chúng ta đã nói cái gì vậy không có gì lục dương còn tưởng rằng hợp thể kỳ có thể miễn dịch đặc tính với sự lãng quên của tiên nhân không ngờ ngay cả thạch phó giáo chủ một đại năng hợp thể hậu kỳ cũng không chống đỡ nổi đặc tính của tiên nhân bởi vì thời gian đạo rất khó tu luyện nên khả năng đối phương là độ kiếp kỳ không cao ta nghiêng về khả năng đối phương là hợp thể kỳ hơn đã sử dụng không gian giam cầm từ lúc bước vào tiểu thôn Lông mày của Lục Dương chưa từng giãn ra Chết nhiều người như vậy Hơn nữa lại chết một cách kỳ quái như thế hung thủ nên kinh khủng tới mức nào Giết người ngay ở dưới chân thiên tử Mà lại không ai hay biết Thôn Hoài An là thế này Những thôn khác thì sao hung thủ rút cuộc đã giết bao nhiêu người Thầy phó giáo chủ ngồi xổm, Nắm một nắm đất màu nâu đen Ông ta nhẹ nhàng xoa nắn Lộ ra màu đỏ sẫm Ông ta thấy Lục Dương và Đạo Yêu Diệp không hiểu Chủ động giải thích Nơi này chết quá nhiều người Khiến cho thổ nhưỡng cũng phải nhiễm máu tươi Nhưng vì thế ta mới xác định được một chuyện Chuyện gì? Nơi đây mùi máu tanh trùng thiên Không lý nào chỉ có ít máu như vậy Nhất định là có người đã chuyển rơi máu tươi tới nơi khác Ta nhớ máu tươi thường được dùng để luyện chế vạn hồn phiên Một lợi khí của ma đạo Lục dương nhớ lại kiến thức liên quan tới ma đạo Đúng thế Luyện chế vạn hồn phiên Dẫn hồn phiên Chiêu hồn phiên đều không thể thiếu máu tươi và oán khí thạch phó giáo chủ ra vẻ đã tính trước ông ta về đất thành một vấn hất lên không trung một tay nhanh chóng kết ấn đánh ra một đạo ấn ký màu đen bột phấn bị ấn ký màu đen tập trung lơ lửng trên không trung như tơ lụa bay về phía nơi xa đi theo nó nếu như luyện hóa máu tươi tại chỗ muốn tìm ra sẽ rất phiền phức nhưng nếu đối phương đã chuyển rời máu tươi đến nơi khác để luyện hóa ta rất có thể dựa vào dấu vết để tìm ra địa điểm luyện hóa. Thạch phó dấu chủ túm lấy lục dương và đào yêu diệp bay lên, một thời bay ra mấy trăm dặm đáp xuống một ngọn núi. khi tức đến đây thì biến mất. thầy phó dấu chủ chỉ vào vị trí cách đó không xa, ba người liếc nhau, gật đầu, nín thở đi tới. đột nhiên thạch phó dấu chủ và lục dương đồng thời dừng bước, lục dương thuận tay kéo đào yêu diệp, nàng đang định tiến lên phía trước. đào yêu diệp nhìn phía trước, cây cối xanh um. Chim hót hoa nở Không nhìn ra có gì khác thường Thạch phó giáo chủ kinh ngạc nhìn Lục Dương Không ngờ phản ứng của Lục Dương nhanh như vậy Người cũng đã nhìn ra Chỉ cần bước thêm một bước Sẽ chạm vào kết giới Lục Dương gật đầu Vào thời thượng cổ Cái này gọi là quỷ đà tương Người nào bước vào trận này Đều sẽ mất phương hướng Hoang mang trong trận Cuối cùng bị vây khốn tới chết Hiện tại vẫn còn gọi là trận quỷ đà Tường Ở chỗ này bày trận quỷ đà Tường không cho phép người khác tiến vào Nhất định là có bí mật Không chỉ như vậy Bên trong trận quỳ đa tường còn nền dấu nhiều loại trận pháp khác nhau Có thể ngăn cách tất cả dò xét từ bên ngoài Đồng thời người bên trong cũng không thể dò xét ra ngoài Chắc là có người đang tu luyện trong trận Không muốn bị quấy dày Ta ngửi thêm một tia mùi máu tanh Là từ trong trận pháp tiết lộ ra Nhìn từ bố cục của trận pháp Không phải là do độ kiếp kỳ Không phải độ kiếp kỳ Thì dễ nói chuyện Hai người, người một câu ta một lời Phân tích trận pháp Từ đó suy đoán ra mọi chuyện ở bên trong trận Có hợp thể kỳ bày trận trong núi Luyện hóa máu tươi Không muốn bị người ta quấy dày Người tu luyện trong trận có liên quan tới thảm án Ở thôn Hoài ăn. Đào yêu diệp in lặng đi theo phía sau Cô chút không theo kịp tiết tấu của Lục Dương Vì sao Lục Sư Huynh lại có thể trò chuyện Với hợp thể kỳ về chuyện này Một cách trôi chảy như vậy Lúc làm nhiệm vụ ở bên ngoài Đào yêu diệp từng gặp qua những trúc cơ kỳ Kim đan kỳ ưu tú Những người đó nói chuyện với nàng đều rất thong dong Tựa như cái gì cũng biết Nhưng khi đối mặt với hóa thần Thì liền ấp ống, lộ ra vẻ e ngại Nếu gặp luyện hư hợp thể Thậm chí còn nói nàng lắp bắp Kém xa so với lục sư huynh Thạch phó giáo chủ cười khà khà Ông ta thích nhất là quấy dày người khác tu luyện Tốt nhất là khiến cho một vị cổ tu hợp thể kỳ bên trong tàu hỏa nhập ma Ông ta lấy ra một cây đại trùy bát giác từ trong nhẫn chữ vật, ném lên trên. Đại trùy như được thổi phồng, phình to như một ngọn núi nhỏ, mỗi một góc cạnh đều lóe lên hàn quang. Đại trùy bát giác rơi xuống, giống như thiên thạch rơi từ trên trời xuống, khi thế bức người. Rắc một tiếng, đại trùy bát giác to lớn như va phải thứ gì, tiếng rằng rắc phát ra. Thầy phó giáo chủ xoa tay, lại dùng sức ép xuống một cái, đại trùy bát giác được tăng thêm thực lực, đánh nát bình chứng vô hình bình chứng vỡ vụt mời máu tanh sộc vào mặt đào yêu diệp trợ to đôi mắt không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt nào còn chim hót hoa nở cây cối khổ héo máu chảy thành sông đại địa nhuộm đỏ quy ảnh chập trơn gió lạnh rít gào một lão già khô gầy đang ngồi ở vị trí trung tâm bên cạnh là một lá cờ rách nát màu đỏ như máu người là người phương nào lão già được nhiên mở mắt trực tiếp bỏ qua lục dương và đào yêu diệp Trừng mắt nhìn thạch phó giáo chủ Nghiến rằng nghiến lợi Trận pháp do lão bày ra không có lý nào Lại bị phát hiện mới đúng Chỗ sơ hở duy nhất là mùi máu tanh bị tiết ra ngoài Chỉ có lão mà sống nhiều năm Mới phát hiện ra được Lão mà sống nhiều năm Và lão vô oán vô kiều Phá hỏng trận pháp của lão để làm gì Ta là gia gia của ngươi Thạch phó giáo chủ cười lớn Ngoắc tay thu hồi đại trùy giơ lên là nện xuống Lão già khô gầy vội vàng cầm lấy lá cờ rách né tránh Vừa né vừa lầm bẩm thạch phó giáo chủ không để ý, tay kia cầm bạch cốt liêm đau, vừa nện vừa chém về phía lão già khu gầy. Ông ta nhận ra lão già bị phản vệ vì mình phá trận, trạng thái rất không tốt, đánh rắn phải đánh vào đầu. Chỉ có thế này thôi à, thật mất mặt của tu sĩ. Còn luyện chế vạn hồn phiên gì chứ, đều là thứ ta chửi chán rồi, chết đi. Thạch phó giáo chủ đại phát thần uy, lão già khu gầy liên tục bại lui ngay cả đánh trả cũng không có cách nào đại trùy bát giác và bạch cốt liêm đào đồng thời rơi xuống đập lão già khô gầy vào vách núi tốt 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 hậu sinh khả úy lão già tức giận tới mức bật cười từ trong hố sâu lao ra lá cờ rách trong tay lóe lên hào quang thạch phó giáo chủ chật một tiếng ê lỡ tay lỡ tay cái gì đào yêu diệp hỏi thạch phó giáo chủ chỉ vào lão già khô gầy nhổ một bãi nước miếng vừa rồi đánh hằng quá không chú ý tới lão già này đang luyện hóa vạn hồn phiên khi bị đánh hiện tại vạn hồn phiên đã luyện thành khó đối phó rồi sắc mặt của lão già khô gầy âm trầm tới mức có thể nhỏ ra nước lời nói từ kẽ răng thốt ra khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu bản tọa tình cờ có được một số lượng lớn máu tươi khổng lồ vừa vặn dùng để luyện chế vạn hồn phiên hôm nay liền để ngươi hài hậu bối của ngươi thấy rõ sự lợi hại của bọn tọa vạn hồn phiên lên âm phong gầm thét lạnh lẽo thấu xương âm phong xung quanh hội tụ về phía lão già khô gầy vô số quỷ ảnh quỷ hồn xuất hiện sau lưng lão khi thế to lớn số lượng ước chừng tới mấy vạn theo tiếng cười lớn của lão vạn hồn phiên triệt đề luyện thành hình dáng quỷ hồn càng thêm rõ ràng lục dương nhận ra hình dáng của những quỷ hồn này là heo trâu dê cái gì cả bốn người đều sững sờ chương 380 năm Chân chiến của Ma Tu Âm phòng quất vào mặt Trang diện lập tức an tĩnh Chia còn tiếng kêu rên của các loại quỷ hồn văng lên bên tai Bất kể là lão già khu gầy hay thạch phó giáo chủ Hai vị hợp thể kỳ đã sống mấy ngàn năm Đều chưa từng nhìn thấy qua tình huống như ngày hôm nay Vẻ mặt của thạch phó giáo chủ cứng đờ Vừa rồi ông ta còn nghiêm túc nói tình hình rất phiền phức Bởi vì đối phương đã luyện thành vạn hồn phiên Nhưng tình hình trước mắt dù đối phương luyện ra 10 cái vạn hồn phiên Cũng chờ chắc đã làm được gì Lão già khô gầy cũng không ngờ Mình lại luyện ra một đám súc vật này Lão chỉ là tình cờ đi ngoan có tiểu thôn Phát hiện trong thôn có mùi máu tanh nồng đậm Cực kỳ thích hợp để luyện chế vạn hồn phiên Vì vậy mới thu thập toàn bộ máu tươi Chọn một nơi vắng vẻ để tranh thủ thời gian luyện chế Tình thế vô cùng nguy cấp Vạn hồn phiên đã luyện thành vào thời khắc mấu chút Lão đang định dùng máu tươi của kẻ địch Để tế luyện vạn hồn phiên thi triển trăm vạn lệ quỷ đoạt mạng kết quả lại triệu hồi ra một đám xúc vật này lão già khô gầy cắn răng hai tay kết ấn một lần nữa thôi động vạn hồn phiên thôi được người cũng được xúc vật cũng được đã có thể luyện chế thành vạn hồn phiên đâu xem như lệ quỷ thạch phò giáo chủ thấy lão già khô gầy tiếp tục sử dụng vạn hồn phiên cũng nghĩ đến vấn đề tương tự mặt của vạn hồn phiên này nhìn thấy buồn cười nhưng uy lực thì không thể xem thường xông lên ăn bọn chúng lão già khô gầy cười lớn ra lệnh muốn chôn vùi ba người lục dương tại đây đám heo bỏ dê lập tức giải tán chạy tứ tán nếu không có vạn hồn phiên trói buộc e rằng đã chạy mất dạng từ lâu có mấy con heo còn cọ vào trên người lão già khô gầy sau đó mới chậm rãi bỏ đi lão già khô gầy cạn lời thạch vào giáo chủ cũng sững sờ lục sư huynh đây chính là trận chiến của hợp thể kỷ sao đào yêu diệp truyền âm hỏi lục dương Nàng kiến thức nông cạn Lần đầu tiên chứng kiến hợp thể kỳ chiến đấu Nhưng nàng lại chẳng hiểu cái gì Lục dương thầm nghĩ ta cũng vậy Ta cũng là lần đầu tiên gặp tình huống này Tiên tử Vì sao dùng xúc vật để luyện chế vạn hồn phiên Thì không thể khống chế được Cho không gian tinh thần Bất hủ tiên tử cười tiếng ngửa người ra sau Nửa ngày không dừng lại được Đồ ngu ngốc Dùng xúc vật luyện chế vạn hồn phiên Sao không dùng côn trùng để luyện chế vạn hồn phiên luôn đi Đợi tới khi nàng cười xong Mới giải thích cho lục dương Bản chất của vạn hồn phiên là thúc đẩy hồn phách Nhưng hồn phách đó phải có linh trí Ví dụ như người yêu thú Người và yêu thú khi còn sống Có tu vi càng cao, oan khí càng lớn Thì uy lực lại càng mạnh Một đám súc vật không có linh trí Người còn mong bọn chúng hiểu mệnh lệnh Đi công kích người ta sao Nhưng ta nhớ là dùng hồn phách của anh Hải Để luyện chế vạn hồn phiên được mà Anh Hải cũng không có linh trí sao không sai Những người đã bỏ qua một điều Mà tu sẽ không trực tiếp luyện chế hồn phách của anh tài thành vạn hồn phiên quá trình này cần phải kéo dài trong vài năm trong khoảng thời gian này hình thể của hồn phách anh tài sẽ không thay đổi nhưng tâm trí sẽ dần trưởng thành cuối cùng trưởng thành tới mức hiểu được lệnh lúc đó mới xem như luyện chế thành công trước khi bất hủ tiên tử thành tiên Nàng từng có không ít giao thiệp với ma tu thời kỳ thượng cổ trật tự hỗn loạn ma tu xuất hiện khắp nơi Nàng hiểu biết về ma tu Thậm chí còn sâu hơn cả thạch phó giáo chủ Cuối cùng nàng còn dặn dò lục dương Sau này ngươi phải học hành cho giỏi Đừng có giống như lão già này Lục dương nhận được đáp án Thuật lại một lần cho đào yêu diệp Nhận được ánh mắt sùng bái của đào yêu diệp Lục sư huynh đúng là học rộng biết nhiều Mà khoan Tại sao lục sư huynh lại hiểu biết nhiều Về ma đạo như vậy Lão già khô gầy ném bỏ vạn hồn phiên Lấy ra một chuỗi dây chuyền chuỗi hạt trâu trên dây chuyền đều là những chiếc đầu lâu cỡ nhỏ vẻ mặt dữ tợn biểu cảm khác nhau đây là pháp bảo bản mệnh của lão dây chuyền 18 đời muốn luyện chế chuỗi dây chuyền này người luyện chế cần phải kết hôn sinh con trước sinh sôi này nở đời đến đời hậu nhân thứ 18 thì lấy tính mạng của hậu nhân yếu tố nhất trong mỗi đời để hậu nhân chịu đựng thống khổ dày vò luyện hóa bọn họ thành từng hạt trâu sau đó dùng gân của thê tử làm dây sầu chuỗi 18 hạt trâu lại với nhau Lão già khu gầy ném dây chuyền 18 đời ra ngoài Dây chuyền đứt đoạn Từng hạt trầu đầu lâu phình to Biến thành đầu lâu bạch cốt Lơ lửng trên không trung Cắn xé về phía thạch phó giáo chủ Cho dù là đại đa số hợp thể kỳ Cũng không dám trực tiếp đón đỡ chiêu này Lão già người thật sự độc ác Ngay cả hậu nhân 18 đời Cũng luyện hóa từ ma khí 18 đời hậu nhân đều có chủng huyết thống Trong quê đều bắt nguồn từ ngươi Nên ngươi mới sử dụng chuỗi dây chuyền này Một cách thuận buồm xuôi gió như vậy Thầy phó giáo chủ thản nhiên nói Ông ta nhận ra lai lịch của chuỗi dây chuyền này Như vậy thì đã làm sao Có thể leo lên chức vị trí phó giáo chủ ma giáo Ngay dưới mí mắt của chánh đạo Thủ đoạn của ông ta không phải là thứ Mà lão già khô gầy có thể tưởng tượng Ông ta nắm chặt liêm đao bạch cốt Trên chuôi đào mọc ra gai ngược Đâm vào trong lòng bàn tay Liêm đao bạch cốt hấp thu máu tươi từ lòng bàn tay Một đường chỉ đỏ xuất hiện giữa liêm đao Vút một tiếng Thạch phó giáo chủ vùng liêm đao bạch cốt Hàn quang từ trên trời giáng xuống Trong mấy chốc chiếu sáng rực rỡ cả ngọn núi 18 cái đầu lâu ma quỷ Bị chém nát 8 cái Lão già khô gầy biến sắc Mức độ phù hợp của thanh liêm đào này Sao lại cao hơn cả dây chuyền của ta Thầy phơ giấu chủ bước nhanh về phía trước Chém giết 18 đầu lâu ma quỷ còn sót Nói nhảm Vì luyện chế thanh liêm đau này Lão tử đã tự tay rút hết xương cốt của mình Ngày đêm dùng máu huyết tầm bồ Luyện chế xương cốt sau khi rời khỏi cơ thể vẫn luôn được giữ hoạt tính cuối cùng mới luyện chế được thành liêm đao mười tám đời tôn tử của ngươi tuy có quan hệ huyết thống với ngươi nhưng sao có thể hơn được lão tử và xương cốt của mình chứ tiền điên lão già khô gầy chửi ầm lên rút hết xương cốt ra để luyện chế thành pháp bảo quá trình này cần mất mấy trăm năm hơn nữa còn cực kỳ dễ bị người ta thừa cơ ám toán một khi xảy ra bất chắc nhẹ thì nguyên khí đại thương nặng thì vẫn lạc <laughs> Ai bảo tân giáo chủ coi trọng ta phái người bảo vệ ta trong suốt quá trình luyện chế Hai người vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm một cách vui vẻ Thủ đoạn ma đạo của lão già khô gầy tầng tầng lớp lớp 18 cái đầu lâu ma quỷ không ngừng kết hợp Quấy rối thạch pho giáo chủ Thân hình thạch pho giáo chủ Hóa thành vô số tàn thành Khó lường khó đoán Liềm đào bạch cốt liên tục thu đoạt tính mạng Khiến lão già khô gầy không dám đánh cận chiến Ta lập ra quy tắc Ngoại trừ ta trong phạm vi 500 trượng Tất cả mọi người đều di chuyển chậm lại Lão già khô gầy vận dụng lực lượng quy tắc Hạn chế hành động của thạch phó giáo chủ Lục dưng và đào yêu diệp Lập tức cảm thấy bản thân như rơi vào vũng bùn Khó mà động đậy Thạch phó giáo chủ cười lạnh Thân hồn xuất khiếu, cơ thể di chuyển chậm chạp Nhưng linh hồn lại không bị ảnh hưởng Ông ta đổi sang vũ khí khác Linh hồn cầm theo đại trùy Đánh về phía lão già khô gầy Chỉ có người biết đặt ra quy tắc thôi sao Ta lập ra quy tắc Trong phạm vi 500 trượng Tất cả mọi người không được sử dụng ma khí Dây chuyền 18 đời lập tức trở nên ảm đạm vô quang 18 cái đầu lâu ma quỷ biến mất Chỉ còn mỗi linh hồn Mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gạo Lão già khu gầy một mình nghênh đón thạch phó giáo chủ Vị thạch phó giáo chủ vùng búa đánh ra bay ra ngoài Lão kêu lên một tiếng đầu đớn Sao có thể như vậy Tại sao linh hồn của ngươi lại cường hãn tức vậy Lão già khô gầy rất tự tin vào linh hồn của mình Lão am hiểu nhất chính là hồn thuật Nhưng về mặt cường độ linh hồn Thế mà lại thua thạch phó giáo chủ một bậc Mỗi tháng người đều chịu thiên lôi đánh một lần Người cũng sẽ mạnh như ta Thạch phó giáo chủ tức giận mắng Mỗi tháng ông ta liều mạng độ lôi kiếp Không muốn cường hãn cũng không được Trường 386 U Minh Thiên Vương Lão già khô gầy bị thạch phó giáo chủ áp chế toàn diện Trong lòng thầm kêu không ổn Tên hậu bối này sao lại mạnh mẽ như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của lão. trong số đám ma đạo hợp thể kỳ thời đại ngu, lão xem như kẻ mạnh nhất nhì. kẻ có thể khiến lão cảm thấy áp lực chỉ có thể là đại ma đầu hợp thể kỳ đỉnh phong. chết tiệt, vận khí gì thế này? ra ngoài luyện vạn hồn phiên thì luyện ra một đống súc vật, chẳng hiểu mệnh lệnh, giờ lại gặp phải đại ma đầu hợp thể kỳ đỉnh phong. trận chiến giành đại thế còn chưa nổ ra, lão đã gặp phải đối thủ như vậy rồi, tiếp tục đánh nữa. Kẻ thua chắc chắn là lão Chạy Lão già khô gầy không còn lòng dạ nào Để giao chiến lập tức quay đầu bỏ chạy Kinh nghiệm sinh tồn phong phú nói cho lão biết Hiện tại không địch lại Không có nghĩa là tương lai không thể thắng Chỉ cần lão dốc lòng tu luyện Tương lai báo thù rửa hắn Ai dám cười nhạo lão hôm nay đau tàu đây Lão cũng không thèm để ý tới lục dương và đào yêu diệp Hai người này tuy căn cờ vững chắc Nhưng tù vì quá thấp Chắc là đệ tử của đối phương ma tu bọn họ đều có trọng bản thân mình hơn tất cả Chuyện bắt cóc đệ tử để uy hiếp địch nhân Đám ma tu bọn họ xem như trò cười Lão già khô gầy vứt ra Sáu con ma đầu để cản đường thạch phó giáo chủ Bản thân hóa thành một đạo lưu quang Trốn thoát trong khoảnh khắc Khốn kiếp Lão già thối thà thật cũng biết xấu hổ Nói chạy là chạy Thạch phó giáo chủ tức giận mắng Đối phương chẳng có chút phong phạm cao thủ Tuy nhiên nếu đổi lại là ông ta Ở vị trí của lão già khô gầy Ông ta cũng sẽ lựa chọn như vậy Bỗng nhiên không gian nổi lên gợn sóng Một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện Sau lưng của lão già khô gầy Trong tay thân ảnh cầm một vật có hình dáng Giống như cục gạch ném thẳng về phía lão già Lão già khô gầy loạn choạng một cái Ngã nhào từ không trùng xuống Ai Lão vội vàng thi triển pháp thuật phòng ngự Đáng tiếc cú ném vừa rồi quá nhanh Quá bất ngờ Đập cho lão choáng váng đứng không vững Lão ý thức được còn có cao thủ khác Vội vàng muốn bỏ chạy lần nữa thân đành cầm cục gạch ở trên tay nhếch mép cười lạnh khiến người ta không rét mà run trước mặt bản thiên vương mà người muốn chạy thân đành kia nhìn chằm chằm lão già khô gầy khiến cho lão chìm vào trạng thái ngây dại không cách nào phản kháng lão già khô gầy chỉ ngây người một thoáng rất nhanh đã hồi phục nhưng đối với tù sĩ hợp thể kỳ mà nói một thoáng đã đủ để làm rất nhiều chuyện thân đành kia rơi chân đạp mạnh lão già khô gầy bị đè bẹp dí ở dưới mặt đất Lão già cô gầy đang định thi triển Độn thổ để chạy trốn Thân ảnh kia lại chẳng hề luống cuống Chỉ cần điểm nhẹ ngón tay xuống đất Mặt đất liền cứng như thép Không thể phá vỡ Lão già cô gầy có đập đầu vào Cũng không thể nào xuyên qua được lớp đất Chỉ địa thành cương Lão già cô gầy và thạch phó giáo chủ đồng thời kêu to Nhận ra thần thông khắc chế độn thổ này Đây là chiếu thức gần như thất truyền Chỉ có ngũ đại tiên môn Và tu sĩ thượng cổ mới có thể thi triển thân ảnh kia lạnh lùng nhìn lão già khô gầy hơi nhấc chân khiến lão đầu đớn kêu lên thảm thiết Ngươi, ngươi là ai lão già khô gầy trừng mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đột ngột xuất hiện nếu không phải đối phương đột nhiên xuất hiện lão đã sớm chạy thoát rồi nhưng lão không dám phản kháng thủ đoạn mà đối phương vừa mới thi triển ra còn mạnh hơn cả thạch phó giáo chủ thạch phó giáo chủ cũng cảm giác nhìn thân ảnh kia đối phương ra tay vào thời khắc mấu chốt chứng tỏ đã đi theo bọn họ từ trước nhưng ông ta lại không hề phát hiện ra được Thuật ẩn nấp thật là cao thâm Thân đành kia thần sắc âm trầm như giếng cổ Khó lường Thân đành phùi phùi bụi đất Ở trên người lão già khô gầy Sau đó liếc nhìn thạch phó giáo chủ thản nhiên lên tiếng ngữ khí tràn đầy ngạo mạn và khinh thường Bản tọa hộ pháp của thiên đình giáo U minh thiên vương sắc mặt của thạch phó giáo chủ biến đổi Quả nhiên đối phương là hộ pháp của thiên đình giáo Hơn nữa Lại lấy U Minh làm tôn hiệu Chẳng lẽ có liên quan tới cửu u thượng cổ sao Lão già khô gầy vẻ mặt mờ mịt Thiên đình giáo là thế lực gì Lão đã điều tra qua các thế lực lớn hiện nay Chưa từng nghe nói qua thế lực nào Có tên là thiên đình giáo Lục dương và đào yêu diệp Nhìn đại trưởng lão đang đạp một cổ tu sĩ hợp thể kỳ khinh thường phó giáo chủ ma giáo Tâm tính ngạo nghễ kiêu ngạo bất kham Cô nén xúc động muốn tán thường Chuyến đi gặp mặt phó giáo chủ của ma giáo lần này vấn đạo tông tất nhiên phải phái người đi theo bảo vệ ban đầu lục dương không định để, để người khác đi theo cô không biết đại trưởng lão nghe được chuyện hắn và đào yêu diệp muốn đi gặp thạch quá cốt từ đâu nên đã chủ động đi đề nghị bảo vệ đương nhiên là với danh nghĩa bảo vệ tương lai của vấn đạo tông nhìn bộ dáng của đại trưởng lão bây giờ lục dương cảm thấy chuyện lão nhân già bảo vệ hắn là giả đến tham gia náo nhiệt mới là thật thầy phó giáo chủ sau khi xác định được đại trưởng lão là người một nhà thì yên tâm hơn ông ta ngồi xổm tát vào mặt lão già khô gầy hai cái nghiêm nghị quát hỏi nói người giết nhiều súc vật như vậy để làm gì lão già khô gầy tức giận cảm thấy thạch phó giáo chủ sỉ nhục người ta quá đáng ta bị bệnh hay sao mà đi giết súc vật ta là ma tu không phải đồ tể ấy. nếu biết nơi đó là lò mổ ta thèm phí công luyện chế phản hồn phiên ở đó sao thạch quá cốt cảm thấy lão già khô gầy nói có lý thế là lại cho lão hai cái bạt tay vậy ngươi nói xem dân làng biến mất thế nào dân làng nào lúc ta đến đó chẳng có ai lão già khô gầy cảm thấy uất ức lão và thạch hoa cốt chẳng có thù oán gì sao đối phương lại cứ nhắm vào lão không thể nào chẳng lẽ không phải là ngươi làm không phải thạch phò dấu chủ nhìn ra lão già khô gầy không nói dối đều là ma tu với nhau không cần thiết phải che giấu chuyện giết người kỳ quái ở vấn đạo tông trang trại bất hủ tên giáo chủ bất hủ giáo nhìn trang trại chân nuôi rộng lớn bát ngát bò dê nhẩn nhơ gặm cỏ một mảnh tường hòa ung dung thở dài giáo chủ đại nhân ngài sao thế bà nữ quỷ tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất thấy giáo chủ thở dài vội vàng tiến đến hỏi han ta chỉ nhớ lại thời gian làm nghề đồ tể thôi ngài còn từng làm đồ tể sao nói gì thế ai mà chẳng có chút sở thích cá nhân Trước kia ta chưa từng nói với các người Trước khi gia nhập bất hủ giáo Nhà ta kinh doanh lò mổ Sau đó vì trốn thuế Bị quan phủ truy nã Bất hủ giáo thấy ta là nhân tài Liền châu mộ ta Thế là ngài lên làm giáo chủ luôn sao Sau khi lên làm giáo chủ Ta luôn hồi tưởng lại khoảng thời gian làm đồ tệ Lũ thuộc hạ ngu si Chẳng làm được cho chống gì Khiến ta tức muốn chết Bất hủ giáo chúng ta người ít Tìm thuộc hạ lại khó khăn ta bèn mua một lượng lớn cối lỗi, xây dựng một ngôi làng nhỏ ở trên hoang nguyên, đặt tên là thôn Hoài An. Ta điều khiển khôi lỗi, ngụy trang chúng thành dân làng, mở một lò mổ, mỗi ngày mổ heo giết dê, xem như chút giận nên đám thuộc hạ, cứ như vậy kéo dài ba bốn trăm năm, lò mổ ở đó trở nên vô cùng nổi tiếng. Sau đó ta không phải lại bị bắt sao, lò mổ bị tịch thu, heo dê bò đều bị triều đình bán hết. Còn ra lệnh cho ta đình chỉ mọi hoạt động của khối lỗi Sau đó đám khối lỗi cũng bị triều đình lấy đi Hiện tại thôn Hoài An Chỉ còn một cái xác rỗng Chỉ còn sót lại mùi máu tanh đồng đậm Triều đình cũng không biết xử lý thế nào Nên cứ để yên ở đó Mùi máu tanh như vậy Sẽ không bị đám ma tu lợi dụng sao Ví dụ như luyện thành vạn hồn phiên Tiểu thất lo lắng hỏi Bọn họ suy chút nữa bị luyện thành vạn hồn phiên Giáo chủ cười lớn Sao có thể Tên ma tu nào ngu ngốc tới mức Dùng thứ mùi máu tành đó để luyện vạn hồn phiên chứ Hết trường 386 Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại